Buổi gặp mặt hôm nay tại sao lại đưa con bé đến hả? Vậy còn chị định làm tới mức nào nữa? Em không muốn phản bội tình cảm của mình để tới những buổi gặp mặt đó đâu. Xin chị hãy chấp nhận họ đi. Bà chấp nhận mối quan hệ giữa In Tê và Du Ha sao? Tôi thật sự không muốn nhìn thấy In Tê chỉ vì đứa bé mà bị lôi vào cuộc đấu đá tranh giành tài sản của tập đoàn Hae đâu. Muốn gặp bạn trai của chị Du Ha thì bây giờ về nhà liền đi. Anh rể đang trên đường đến. Nhanh về đi. Sao anh lại đến đây? Tôi có đồ quên lấy. Cậu định chạy đi đâu hả? Anh định làm gì với cậu út nhà tôi vậy hả? Ê, nè, chị Hùng à, con trai bác đã làm gì hả?